dơ bẩn gì mới hợp với mày đó. Trâm ơi, Trâm, trời, Trâm ơi, Trâm ơi, ba làm gì vậy Trâm? Trâm ơi, tao sợ mấy chỗ dơ bẩn vậy lắm. Trâm ơi, mở cửa đi. Trâm ơi, mở cửa cho tao đi mà. Trâm ơi, ông trọng chơi vui nha. Cẩm Nhung à, Cẩm Nhung ơi, Cẩm Nhung à, cứu tôi ra với. Đừng có mơ, ở trong đó chơi đi. Đối với một đứa lúc nào cũng nghĩ mình là nhất, rồi coi tụi tao như ô xin như mày á, thì chỗ này là xứng đáng nhất rồi đó. Hiền lành như chị Cẩm Nhung mới bị con mụ ác quỷ đó ăn hiếp. Đó đó, nói gì thì nói chứ, tôi phê ru si Cẩm Nhung, ai mà không từng sai lầm chứ. Người ta đã xin lỗi chân thành rồi, cứ nhai đi nhai lại hoài hả? À, đúng là cái đồ ăn mày quá khứ mà. Cái ngữ này nè, phải bị xã hội tẩy chay đó. Tẩy chay nó đi. Tẩy chay. Cái thứ giả tạo như mày mà cũng nhiều người ngưỡng mộ quá ha.